Vâng, em Tiến Hiền chào bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhé. Nó tiếp tục với chương trình trong buổi trưa ngày thì lên cho bác một số sản phẩm bên em đang phân phối cũng như là quay trực tiếp báo giá cho quý cô bác chị nhà mình. Các bác con nào nhà mình có nhu cầu về dòng sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đang để ở phần góc video nhé, và cái số điện thoại em đang quay trên mình nhé, 0967128399. Các bác cứ gọi điện trực tiếp cho nó số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn với cái mặt hàng bên em cho các bác nhé. Đấy thì cái quy cách mua hàng bên em rất đơn giản thôi. Các bác mua hàng thì có hóa đơn trên 400k thì sẽ được miễn phí ship. Ngoài ra thì bên em giao hàng toàn quốc. Nhận hàng thì bác được kiểm tra hàng thanh toán. Đó, rất là đơn giản. Đấy thì các bác mua hàng thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em thôi nhá. Đấy 0967128399. Em ở Bình Lục, Hà Nam. Bác nào gần có thể qua trực tiếp cửa hàng của em để xem cũng như là trải nghiệm sản phẩm thôi nhá. Đấy thì các bác xem video đừng quên cho em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem cái sản phẩm do video mới nhất của em các bác nhá. Và cái sản phẩm đầu tiên trong video này em sẽ lên cho bác là cái sản phẩm là cái bộ mic dây này để cho bác hát karaoke. Đấy, cho bác nào yêu âm nhạc thì bác sử dụng con này cho em. Đó, bộ mic của thương hiệu Tohama này. Đấy, made in Japan thôi nhá, made in Japan. Dòng này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, số lượng còn rất là nhiều, thoải mái để phục vụ coi nhá, thoải mái phục vụ các bác. Đấy thì bộ sản phẩm này gồm có hai sản phẩm là một dây và đi kèm là mic này. Đó, dây và mic đầy đủ đựng trong hộp này, rất là xịn sò luôn. Đó, con này thì nó của một cái nhánh nhỏ của thương hiệu Motorola. Đấy thì một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Đó thì bên trong này thì đấy có dây và mic thôi nhá. Đấy, hộp chống sốc luôn này, đầy đủ hết luôn. Thì cái phần dây này nó dài 5m nhá. Dây của nó dài 5m này. Đấy, dây dài 5m, các bạn nhìn cái rắc lai của nó này. Đấy, chuẩn chỉ rất đẹp luôn nhá. Đó, rắc lai, rắc kết nối này, rất đẹp luôn. Đó, dây thì chống cập chống rối nhá. Dây dài 5m chống cập chống rối. Các bác dùng thoải mái nha luôn. Đấy, dây dài 5m rất là dài, nói chung dây khá là dài luôn. Đó, phần rắc cắm này, bác cắm rắc này rất là chặt chẽ luôn nhá. Đấy, rất ngon, bóng luôn. Đấy, nói chung là Nhật nó sản xuất thì đâu ra đấy luôn nhá. Đấy, đâu ra đấy luôn. Rồi tiếp theo là đến cái sản phẩm là cái mic chính này. Đó, cái mic chính nhá. Đấy, Tohama này. Đấy, made in Japan thôi nhá, made in Japan. Có nút bật tắt này, nút bật tắt. Con này thì thu âm rất tốt cái nhá. Ngoài ra này có chức năng chống hú. Đấy, chống hú rất là ngon luôn. Đó, đây cái phần vỏ bọc ngoài nó để chống tiếng gió này. Chất liệu của nó là inox nhá. Đấy, inox này. Ngoài ra bên trong này em sẽ quay bác xem này, rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế sắc nét nhá. Từng chi tiết luôn này. Đấy. Để em lấy nét này. Đó, thiết kế sắc nét từng chi tiết luôn. Đấy, bóng loáng luôn. Đây có logo, cả logo dập luôn trên cả thân mic luôn nhá. Đó, con này thì nói chung là chấm hết luôn, chuẩn bài. Về các bác yêu ca nhạc, yêu âm nhạc, các bác thích hát karaoke thì con này là chuẩn bài, lựa chọn số 1 trong mức giá rất là rẻ luôn. Đấy, em sẽ báo giá luôn cho bác một cái bộ mic như này. Một bộ sản phẩm mic như này bên em đang bán cho bác một cái giá hợp lý này. Giá là chỉ có bao nhiêu ạ? 400.000 một sản phẩm nhá. Đấy, 400.000 một sản phẩm mic karaoke. 400k nhá, 400k. Và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Bao ship nhá. Đấy, các bác lưu ý là bao ship luôn. Đấy, riêng dòng mic này bao ship luôn. 400k bao ship nhá. Đấy, 400k một sản phẩm mic hát karaoke. Đó, bao ship các bác lên mã cho em là mic hát karaoke của thương hiệu Tohama. Đấy, Tohama. Bao ship nhá. Đấy, riêng dòng mic này thì bao ship cho bác luôn. Đấy, Tohama này. Đó, mic rất là chắc chắn, dày dặn, chất thép rất là ngon. Nói chung nhận hàng các bác được kiểm tra hàng mà, nên là các bác cứ yên tâm. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em. Các bác cầm không ưng mẫu này hơi phí luôn. Đấy, 400k mức giá rất hợp lý rồi. 400k cho một sản phẩm mic hát karaoke có nhá. Cái sản phẩm tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm là cái dòng dìu chặt này. Đấy, cái dòng dìu hay là búa, nhiều bác trong năm hay gọi là búa chặt đấy, dìu chặt của thương hiệu Asahi, hàng made in Japan. Đó, con này nó nặng khoảng tầm 1 cân nhá, tất cả thân cả dìu nặng khoảng tầm 1 cân. Đấy, có phần bọc dìu rất là cẩn thận luôn này. Đó, một đầu dìu và một đầu búa nhá. Đây phần này đầu dìu cho bác chặt này, cây đốn củi này. Rồi là chặt xương nhặt xước, nói chung là bao xài bao dùng bao luôn, một đầu búa đóng này. Còn thân đây là phần thân dìu này. Đó, thân dìu nó làm rất là ok luôn, tay cầm ốp cao su no. Đấy, tay cầm ốp cao su no luôn nhá. Đấy thì em sẽ đo về cái kích thước của nó nhá. Đấy, đo về cái kích thước của nó này. Con này cái tổng chiều dài của nó đi, tổng chiều dài cây dìu này của nó là đi 38 nhá. Tổng chiều dài 38, phần bản lưỡi của nó là đi, dài của nó là đi 14 nha, 14 rưỡi này. Phần bản rộng lưỡi của cái lưỡi phần dìu là đi 10cm nhá. Đấy, thoải mái tha hồ cho bác chặt gỗ kiếc các kiểu, chặt cây chặt xương, con này là ok luôn. Đấy thì cái con sản phẩm như này bên em đang bán cho bác giá 250.000, nhưng mà trong video ngày hôm nay thì cái con dìu này đang được giảm là chỉ còn 240.000 một con nhá. Đấy, 250k giảm cho còn 240k. Các bác lên mã cho em là dìu cam nhá. Đấy, dìu cam, dìu cam nhá, dìu cam.
240.000 một cây cơ nhá. 240.000 một cây dìu cam, các bác lên mã cho em là dìu cam nhá. Các bác lưu ý là dìu nhá. Con này thì ở chỗ em gọi là dìu. Đấy, nhiều bác gọi là búa nên là em rất hay gửi nhầm đấy. Các bác lên mã cho em là dìu nhá. Đấy, dìu búa hoặc là dìu búa hoặc là dìu cam đây. Dìu cam 240.000 một cây nhá. 240.000 một cây dìu cam nha. Đó, hàng siêu chất luôn. Về bác dùng rất là chắc chắn, nhận hàng các bác cứ kiểm tra anh em ưng luôn. Hàng của nó hàng đúc liền thân luôn nhá, nên là các bác yên tâm dùng, chặt phá thoải mái, không lo long chui long cán. Đó, 240.000 một cây dìu cam nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái dòng bình xịt dầu này, 50.000 một bình nhá. Đấy, 50.000 cái bình xịt dầu. Đấy, cho bác chuyên để xịt dầu, xịt dung dịch các kiểu này. Đấy, xịt dầu, xịt dung dịch các kiểu luôn. Đó, dòng này rất là ngon luôn. Đó, về chuyên cho bác xịt dầu rất tiện nhá. Dùng rất tiện dụng. Cái vòi này các bác bẻ đi bẻ lại này rất hay này. Đấy, vòi bẻ đi bẻ lại rất là ngon luôn nhá. Đấy, bẻ đi bẻ lại rất là ngon luôn. Đấy, uốn éo các kiểu nhá. Xịt những vị trí khó đó bác dùng con này nhá. Đấy, xịt dầu, bình xịt dầu. Con này bên em đang bán là 50.000 một bình nhá. Giá gọi là giá chiên, giá khuyến mãi thôi. 50.000 giá này, giá không lợi nhuận. 50.000 bình. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Đó, 50.000 một cái bình xịt dầu nhá. 50.000 một cái bình xịt dầu. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là cái dòng tay lắc của Nhật này. Đó, made in Japan, không nhìn nó chưa? Made in Japan. Đấy, dòng này cho bác tay lắc về, các bác lắc khẩu, lắc khiếc các thứ nhá. Tay lắc này nó, con này nó đảo chiều luôn. Đấy, con này nó đảo chiều luôn này. Đấy, đảo chiều ngon lành luôn. Đấy, giờ em sẽ đo về cái số đo của nó nhá. Cái con này tổng chiều dài của nó là đi 25 nhá, tổng chiều dài của nó 25. Đấy, phần rộng này là đi 4 này, 4 cm rưỡi này. Đó, phần trục này của nó là đi vào là phần trục này của nó là đi 1 cm nhá. Đấy, 1 cm. Đó, nói chung là dùng về các bác lắp khẩu khiếc các thứ rất là ngon luôn. Đấy, về các bác quay khẩu tay lắc nhá, tay lắc lẻ bên em đang bán cho bác giá là đi 160k nhá. 160k cho một cái cây tay lắc lẻ này, hàng made in Japan. 160k. Đó, 160k một cây nhá. Đó, made in Japan này. Made in Japan nhá. Made in Japan, các bác lên mã cho em là cái tay lắc lẻ. Đấy, tay lắc lẻ này, bên em đang bán là 160k, có đảo chiều luôn nhá. Đấy, có đảo chiều luôn. Rồi. Vâng, và cái sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là cái dòng bút điện thông mạch này. Đấy, dòng bút điện thông mạch chuyên cho bác kiểm tra điện các thứ dùng rất tiện này. Đấy, con này nó kiểm tra thông mạch rất là tốt quá nhá. Đấy, kiểm tra thông mạch rất tốt luôn. Hàng của hàng nội địa Nhật. Đấy, hàng nội địa Nhật. Con này rất là hay, sử dụng rất là hay. Đây em sẽ test cho bác xem này. Đây thông mạch đầu tiên, chức năng thông mạch này. Đó là bác cứ lấy, ví dụ bác lấy hai tay các bác, hai đầu tay các bác dí vào này. Đấy, nghĩa là đèn nó sáng, nghĩa là cái dây này nó vẫn còn ngon. Còn cái dây nó đứt là nó không sáng đèn như này các bác nhá. Đấy, nó sáng đèn này, các nhìn này. Đó, nó sáng đèn nhá. Đấy, gọi là chức năng kiểm tra chức năng thông mạch. Đó, chức năng thông mạch các bác nhá. Đó, gọi là chức năng thông mạch. Rồi tiếp theo là các bác kiểm tra điện này. Đấy, kiểm tra bình thường. Kiểm tra pha nóng, pha nguội bình thường. Đấy. Pha nóng thì cái đèn đỏ nó sẽ sáng lên này. Đó, cái đèn đỏ nó sẽ sáng lên nhá. Đèn đỏ nó sẽ sáng lên này. Đó, em quay thì hơi nó hơi khó nhìn. Đấy, đèn đỏ nó sẽ sáng lên nhá. Còn pha nguội đèn đỏ nó không sáng này. Đấy, đèn đỏ nó không sáng này. Đấy, còn pha nóng cái đèn đỏ nó sáng này. Đó, đèn đỏ nó sáng nháy này. Đó. Đấy, kiểm tra pha nóng, pha nguội bình thường, ngoài ra còn có chức năng thông mạch nữa nhá. Chức năng thông mạch rồi chức năng cả chức năng dò dây đứt. Đấy, dò dây đứt các nhá. Đấy, chức năng dò dây đứt này. Đây các bác sẽ dí vào dây này. Các bác đi vào dây, chỗ nào đoạn nào đứt cá các bác biết luôn. Đấy, dí vào dây thì nó sẽ nháy nha. Đấy, cả chức năng dò dây đứt luôn các nhá. Đấy, chức năng dò dây đứt luôn. Nói chung là con này rất là đa chức năng. Đấy, các anh nhìn này. Đấy, dây nó nháy này. Đấy, để các bác dò dây đứt các nhá. Đó là cái bút thử điện thông mạch này. Các bác cứ lên mã cho nó bút thử điện thông mạch đi cho nó dễ gọi. Giá bên em đang bán là 120.000 một chiếc các nhá. 120.000 một chiếc bút thử điện thông mạch nha. Đó, 120k. Các bác lên mã cho nó bút thử điện thông mạch giá 120k một chiếc nhá. 120k một chiếc bút thử điện thông mạch nha. Đó, 120k. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho bác cái bộ sản phẩm là cái bộ điều khiển từ xa. Đó, hàng made in Japan. Đấy, con này em bán rất là nhiều rồi. Bán siêu nhiều luôn nhá. Bán quá nhiều luôn rồi. Đấy thì trong bộ sản phẩm nó gồm có một cái cục nguồn này và một cái cục remote điều khiển này từ xa này. Đó thì giờ em sẽ test luôn bác xem nhá. Đó, con này thì cái công suất của nó là 30A. Cái khoảng cách điều khiển các bác điều khiển được của nó là 1000m nhá. Khoảng cách điều khiển là 1000m, công suất của nó là 30A này. Đấy, nó sử dụng cái dòng điện là từ 7 AC là từ 75V cho đến 265V. Nghĩa là các bác dùng điện 110 hay là 220 đều được luôn. Đấy, thì giờ em sẽ test luôn cho bác cái chức năng của nó này. Cái đầu này các bác sẽ cắm vào nguồn điện này, còn đầu này các bác cắm thiết bị của mình vào muốn điều khiển này. Và các bác dùng điều khiển này các bác sẽ dùng cái điều khiển remote này. Đấy, đi kèm cái bộ điều khiển các bác bấm on off bật tắt thế thôi. Nói chung là rất là dễ dùng. Đây em sẽ test luôn bác xem thực tế để bác dễ hình dung nhá. Đây em sẽ cắm cái này vào nguồn điện 220 này. Đó, sau đó thì em sẽ muốn, bây giờ em muốn điều khiển cái cỏ bóng đèn này nhá. Đấy, cỏ bóng đèn này em sẽ cắm vào đây cho các bác. Cắm vào đây. Đó, em sẽ cắm vào đây nhá.
đấy. Đầu tiên thì các bác cắm vào điện thì nó sẽ sáng cái nút đỏ lên, tức là cái cục này đang báo là có điện nhá. Đấy, các bác muốn bật tắt trên thân này các bác cũng bật được luôn này, gọi là cái nút này gọi là nút trên thân, nút vật lý nhá. Đấy, bật tắt này, bật này, sáng luôn này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, đấy là cái nút trên thân. Còn ngoài ra các bác sử dụng điều khiển này, sử dụng điều khiển ở khoảng cách là 1000m nhé. Nếu mà xa thì các bác rút ngang keng đi nha. Đó là các bác bật tắt cho nó bắt sóng nó khỏe này. On này, bật này. Đây, bật này. Tắt này. Bật này, tắt này, bật, tắt, bật, tắt. Đó, bật tắt nó chung rất tiện lợi thôi nhá. Các bác để dùng để bật điện này, hay là dùng để máy bơm máy biếc các thứ này, tắt bật máy bơm rồi các thiết bị này, nói chung là rất là đa di năng nhá. Đấy, rất là đa di năng luôn. Đấy thì cái bộ sản phẩm điều khiển từ xa như này, cả combo một một cục này và một điều khiển này thì bên em đang bán cho bác giá là 300.000 một bộ nhá. Đấy, 300.000 một cái bộ điều khiển từ xa. Đấy, 300.000 bộ điều khiển từ xa. Hàng này nó của hàng thương hiệu Hornet nhá. Hàng thương hiệu Hornet. Đấy, hàng thương hiệu Hornet này. Đó, Hornet nhá. 300k một bộ điều khiển từ xa này. Đấy, 300k một bộ điều khiển từ xa. Đó, hàng made in Java. Đó, 300k một bộ coi nhá. À, ngoài ra thì bên em còn cái dòng bộ là cái bộ đấu nối này. Đấy, hàng này bộ đấu nối hàng mới về này. Đấy, các bác không dùng được cái bộ trực tiếp kia thì các bác dùng bộ đấu nối. Đấy, bộ đấu nối này thì về các bác đấu hai đầu vào hai đầu ra thì nó có sơ đồ đấu nối ở đây tất rồi. Đây. Hai đầu vào này và hai đầu ra này. Đó, hai đầu vào điện 220 và hai đầu ra các bác đấu vào những thiết bị điện này mình muốn điều khiển. Thì các bác sử dụng điều khiển này. Con này thì cái công suất của nó cũng là con này công suất của nó cao hơn 40A các nhá, 40A. Và cái độ cái khoảng cách điều khiển được của nó cũng là 1000m các nhá. Đấy thì con đấu nối này thì nó tương tự con kia thôi. Nhưng mà con này về là các bác phải đấu nối, nó hơi lằng nhằng một chút nhưng mà giá thì nó hợp lý hơn. Giá con này thì bên em đang bán cho các bác là đi 230.000 một bộ đấu nối các nhá. Đấy, 230.000. 230k các nhá, 230k một bộ đấu nối. Rất là nhiều bác hỏi em bảo là trên thị trường sao người ta bán rẻ thế mà có những cái bộ người ta bán đến có 150, 150 thì bác về dùng được khoảng tầm 3 ngày là hỏng luôn các nhá. Đấy, các bác lưu ý thế. Hàng chuẩn Hornet này. Đó, hàng chuẩn Hornet này luôn này. Đó, đây cái đấu nối thì rất là dễ thôi. Đấu hai đầu vào này và hai đây hai đầu vào này và hai đầu ra này. Đấy, các bác cứ cầm cái điều khiển đúng như này các bác đấu nối nhá. Đó, theo sơ đồ đúng ngay luôn. Đấy, nó có sơ đồ đấu nối hết rồi nên các bác yên tâm. Về là dùng rất là dễ thôi. 230.000 một bộ điều khiển đấu nối nhá. Còn cái bộ cắm trực tiếp như kia thì bên em đang bán là 300 các nhá. Đấy, bên kia đang bán là 300. Rồi. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là cái dòng sản phẩm của loa Mỹ nhá. Lấy loa Mỹ của Facebook này. Đấy, thương hiệu Facebook. Dòng này thì nó là dòng quà tặng cho anh em cán bộ công nhân viên của công ty Facebook nhá. Nhưng mà nó xả kho vì nó còn dư ít nên xả kho bên em ôm lô. Đấy thì dòng này nghe nói chung là siêu hay rồi. Em bán rất là nhiều rồi các nhá. Đấy, dòng made in USA. Đó, con này thì bên em sẽ tặng kèm cho mình là một cái dây sạc. Về các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại này mình sạc bình thường thôi. Con này thì ở đây nó có rất nhiều chức năng kết nối này. Ví dụ như là USB các bác cắm vào đây là các bác mở được nhạc này. Rồi là thẻ nhớ này. Đó, thẻ nhớ. Rồi ngoài ra có một cái chức năng rất là hay ho nữa là cái chức năng bắt vào Bluetooth của điện thoại. Đó, thì giờ em sẽ test luôn bác xem nhá. Về cái chức năng bắt vào Bluetooth của điện thoại, chống chắc các con này thì ngon lành luôn, đập phá thoải mái luôn nhá. Đấy, mang đi mang lại dùng rất tiện. Vì nó là dòng không dây mà, các bác cứ sạc đầy pin và mang đi cho em. Đấy, nghe rất là bền luôn, các bác nghe liên tục một ngày luôn coi nhá. Đấy, nghe liên tục một ngày luôn. Đấy, còn các bác nghe thi thoảng nghe này có khi đến vài ngày các bác mới sạc pin một lần. Đấy, cầm rất là chắc chắn, nặng tay. Đó, dây đeo, dây móc mang đi mang lại dùng rất tiện này. Đấy, nhiều khi mà mình có tổ chức anh em sinh hoạt cộng đồng bây giờ đấy mà muốn picnic nhạc nhẽo tí, quẩy kiếc tí là mang con này đi rất là hợp lý. Đó, bây giờ em sẽ kết nối Bluetooth các bác nhá. Đây thì ở đây nó sẽ có nút bật tắt này. Các bác bật cái nút lên cho em. Đó, đấy là âm thanh khởi động loa các nhá. Bây giờ em sẽ vào Bluetooth kết nối cho bác xem này. Đây, vào nhầm rồi. Đây, các thiết bị được kết nối này. Đó, thì em sẽ vào Bluetooth, bật Bluetooth em lên các nhá. Bật Bluetooth em lên. Đó, bật Bluetooth lên. Các bác ấn vào Bluetooth này. Cái mã của cái con này của nó là SLC098 nhá. SLC098. Đấy, SLC098 này. Đó, các bác ấn tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra một cái SLC098. Đây, em đã kết nối mấy cái loa cũ nên vẫn còn này. Các bác bấm lên nha. Đó, đang ghép nối này. Ghép nối này. Ấn ghép nối này. Nói chung rất dễ kết nối thôi. Đó, ghép nối ok, nó sẽ lên thành công. Giờ em sẽ vào YouTube mở nhạc cho bác xem nhá. Đấy, mở nhạc này. Đấy, em mở tiếng chim hót chẳng hạn này. Các bác nghe có thấy trong không? Trong vắt luôn như thật đúng không nhá. Đấy. Như thật luôn các ạ. Đấy. Không, mở nhạc là sợ dính bản quyền lắm các nhá. Nên là em mở
đấy thôi. New viên uống hỗ trợ điều trị dạ dày rất hay, được hơn 1 triệu bệnh nhân tin dùng, phát triển từ thế hệ sản phẩm. Con chỉ nghe mọi người nói và truyền miệng từ người này sang người khác là chung là nghe rất là rõ ràng, to tát luôn nhá. Đấy, nghe rất là rõ ràng, to tát luôn. Thì mình thấy cả cuộc đời mình khổ. Đây, em cho mắc volume rồi. Cách đây mấy bữa con em nói là em chứ thiệt sự ra là đấy, nghe trong vắt luôn nhá. Đấy, nghe rất là trong luôn. Anh lên anh tự. Nghe siêu trong luôn nhá. Đấy, kết nối Bluetooth cũng rất là đơn giản, hoặc các bác về cắm USB hoặc là thẻ nhớ đều ok hết luôn. Đấy thì ở đây nó còn những cái nút bấm như này. Thì là cái nút tăng giảm âm lượng này, rồi là tạm dừng, stop, rồi play này, đấy rồi chữ M chuyển chế độ này. Đấy, chế độ FM. Đó, rồi thì rất là nhiều chức năng khác nhau. Đấy, con này thì nói chung là các bác mang đi mang lại dùng rất là tiện luôn nhá. Cái con này thì bên em đang bán cho các bác giá là đi 270.000 một cây nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là loa Bluetooth thôi nhá. Loa Bluetooth giá bên em đang bán là 270.000 một cây. Đó, đây em đang kết nối bằng qua ấy luôn này. Đó, 270.000 một cây loa Mỹ nhá. Các bác lên mã cho em là loa Mỹ. Đấy, loa Mỹ này. Loa Mỹ. 270k các nhá. 270k một cây. Đấy, 270k một cây loa Mỹ này. Đó, hàng kết nối siêu dễ dàng luôn. Đó, hàng kết nối siêu dễ dàng luôn nhá. Pin trâu, nghe ngon, chắc chống đầy đủ hết luôn. Mang đi mang lại di động rất là tiện nhá. Đấy, 270.000 một cây loa Mỹ. Rồi, 270.000 một cây loa Mỹ. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là cái dòng kéo cành này. Đấy, dòng kéo cành hụt kính này. Đấy, con này thì em bán rất nhiều rồi. Chất thép SK5 nhá. Đấy, sắc xảo và chắc chắn. Đấy, SK5 Japan. Đó, con này thì giá rất hợp lý thôi. Giá là chỉ có 120.000 một cây nhá. Các bác lên mã cho là kéo cành hụt kính nhá. Đó, đây là cái hộp của nó này. Đấy, hộp hàng nội địa Nhật nhá. Hàng này em cũng ôm lô thanh lý được. Giá là chỉ có 120.000 thôi nhá. 120k. Kéo cành hụt kính nhá. Kéo cành hộp kính nhá. Kéo cành hộp kính 120k quá nhá. 120k một chiếc kéo cành hộp kính nhá. Thân nó làm trắng bạc luôn này. Đấy, thân làm trắng bạc này. Đấy, tay phần tay ốp cao su này. Đó, lò xo con sâu nhá. Đấy, dùng rất tiện. Con này rất là hay. Các bác muốn mở khóa thì các bác bấm vào đây cho. Đấy, tự là khóa nó đẩy lên nhá. Đấy, các bác bấm này. Đấy, miệng há ra rất rộng, các bác bấm được những cái cành to. Đấy, bấm lên cành to. Các bác lên mã cho em là kéo cành hộp kính thôi nhá. Kéo cành hộp kính 120.000 một sản phẩm. Kéo cành hộp kính nha, 120.000. Sản phẩm tiếp theo thì lên đây bác là cái dòng mỏ hàn thiếc này. Đấy, mỏ hàn thiếc thì con này điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy, công suất của nó là 60W. Các bác điều chỉnh nhiệt độ là từ 200 cho đến 450W nhá. 200 cho đến 450 độ. Đấy, hàng made in Japan. Đó, made in Japan. Thì một cái con đầu hàn này giá 150.000. Bên em sẽ tặng kèm thêm cho mình là một cái bộ mũi hàn này, một cái bộ mũi hàn gồm có 5 mũi này và một cái giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ. Nói chung là một full combo, một giá đỡ, 5 cái đầu hàn và một cái con mỏ hàn như này. Giá bên em đang bán cho bác giá là 150.000 nhá. Bữa trước thì bên em đang bán là 180 đấy. 180 nhưng mà bữa nay đang giảm xuống là chỉ còn 150k thôi. Đấy, 150k. 150k cho một cái sản phẩm bộ hàn thiếc này, bộ hàn thiếc màu xanh, điều chỉnh nhiệt độ luôn các nhá. Điều chỉnh từ 200 cho đến 450 độ C. Đó, 150k thôi nhá, 150k. Ngoài ra bên em sẽ bán kèm thiếc nhá. Các bác nào có nhu cầu về thiếc thì vui lòng liên hệ cho em. Giá bên em bán thiếc thì là 10k một cuộn thiếc như này. Đó, 10.000 một cái cuộn thiếc như này thôi nhá. 10.000 một cuộn thiếc này về cho bác thiếc. Thiếc này nó có pha nhựa thông luôn nhá. Nên các bác về không cần phải dùng nhựa thông, dùng luôn thiếc cho em luôn. 10.000 một sản phẩm thiếc. Đấy, 10.000 một sản phẩm thiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác là cái dòng kéo cắt tôn này. Đấy, dòng kéo cắt tôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Nó vát 4-5 độ này, các bác cắt rất là ngon luôn. Đấy, cắt rất là ngon, cắt rất là dễ, các bác không cần phải vất vả những cái dòng kia. Đây em sẽ lấy cái này cắt thử các bác xem này. Đấy, lấy tờ giấy cắt luôn nhá, chứ không cần phải cái gì nó cao xa, lấy luôn tờ giấy cắt này. Con này các bác cắt thì các bác cứ gì kéo luôn. Các bác không cần phải uốn éo như những cái kéo thường. Đấy, tờ giấy này em cắt phát một luôn. Đấy, vì nó vát một cái góc 4-5 độ này nên các bác cắt rất là tiện, các bác chỉ cần đi kéo thôi, đi kéo là nó cứ thế nó đi. Đấy, không cần phải uốn éo như những cái dòng kéo kia là uốn éo rất là vất vả, nhưng con này cắt rất là nhàn. Đấy, cắt rất là nhàn mà giá cũng nó rất là nhàn luôn các nhá. Giá rất là nhàn luôn. Giá con này thì bên em đang bán cho bác cái dòng kéo tôn này, đang bán cho bác là đi 220.000 một cây nhá. 220k một cây kéo tôn nhá, 220k một cây kéo cắt tôn. Vát góc 45 độ, hàng của Kabushi Japan đó nhá. Đó, Kabushi Japan 220.000 một cây. Tiếp theo thì ở đây em có cái dòng kìm tuốt dây này, về kìm tuốt dây kiêm cho bác chuyên cho bác tuốt dây cũng như cắt dây này. Đây là có phần đầu phần cắt này, phần lưỡi cắt này để bác cắt dây này. Còn đây là phần tuốt này, tuốt được bác tuốt từ của nó là từ 0.6 cho đến 2.6 mm.
Đấy, giá thì bên em đang bán cho bác giá là đi 60.000 một cây nhá. Đấy, kìm tút dây 60.000 một cây. Đấy, kìm tút dây 60.000 một cây này. Đấy, từ 0.6 ly cho đến 2.6 ly, nói chung là các bác tuốt dạng điện gia dụng nó ok. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, 60.000 một cây, vừa tuốt dây vừa cắt dây này, 60.000 một cây nhá. Rồi vâng, tiếp theo thì lên cho bác cái sản phẩm là cái sản phẩm tăng đơ này. Đấy, tăng đơ nhá, tăng đơ made in Japan. Đấy, tăng đơ made in Japan này. Đó, tăng đơ made in Japan. Đi kèm đến cái bộ sản phẩm thì bên em sẽ tặng kèm thêm mình là một cái sạc và một cái bộ cữ này, một cái bộ cữ. Và bên trong này các bác xoáy ra thì sẽ có một cái cục pin. Đấy, cục pin đi kèm luôn không nhá. Đấy, một cục pin đi kèm này. Đó, cục pin đi kèm luôn này. Đấy, một cục pin đi kèm để cho bác sử dụng này. Các bác lắp vào và các bác xoáy vào cái nắp này vào. Đấy, xoáy vào cái nắp này vào nhá. Đấy, xoáy cái nắp này vào và các bác bật tắt ở đây. Đó, bật tắt đây. Đó, rất là ngon luôn. Bật tắt đây ngon lành cái đào luôn nhá. Bật tắt ngon lành cái đào luôn. Đấy, bật tắt ở đây. Đấy thì các bác muốn dùng thì các bác lắp cữ vào. Bên em sẽ tặng kèm cho mình cữ này. Và cái sạc pin kèm thêm là pin dài luôn. Con này pin dài rất là hay nhá. Ví dụ mà lần sau mà nó hỏng pin ấy thì các bác vẫn thay pin ngon lành như nào. Sạc đã cho vào đây, các bác sạc bình thường. Cắm vào cái cục sạc USB này mình là dùng thôi. Đấy, đây full combo bộ sản phẩm này. Thì bên em đang bán cho bác giá là đi 210.000 một bộ nhá. Các bác lên mã cho em là tăng đơ pin dài này. Đó, tăng đơ pin dài nhá. Các bác lưu ý là dòng này là dòng pin dài, không như những cái dòng pin kia nó bán rất là dở hơi nhá. Cái dòng pin mà liền ấy, nó sau này mình có vấn đề về thay pin nó rất là dở hơi, thì con này dùng rất tiện, sau này vấn đề về pin các bác vẫn thay được. Tăng đơ pin dài. Đấy, pin dài nhá. Pin dài. Pin em đang bán là 210k các nhá. 210k một sản phẩm tăng đơ pin dài này. 210k. Đó, hàng made in Japan này, hàng chuẩn Nhật luôn các nhá. Made in Japan. Đấy, về các bác dùng online luôn, một cái bộ sản phẩm tăng đơ này. Thiết kế của nó hợp kim mạ đồng, rất đẹp luôn nhá. Đấy, thì giờ em sẽ đi vào test cho bác xem về cái sản phẩm này để thực tế nhá. Đây nhá các bác ơi, bây giờ em sẽ test luôn bác xem nhá. Đấy, test luôn bác xem này. Đó, đây bữa trước em đang test nó mới còn trắng xóa này. Đấy, thì giờ lại test, tiếp tục test này. Sạch luôn nhá. Đấy, các bác chỉ cần di nhẹ đi em thôi. Em di hai đường này sạch luôn này. Di đúng hai đường, sạch đến chân luôn nhá. Đấy, sạch sẽ luôn, không còn tí nào. Con này các bác cứ di ngang, di dọc kia. Đấy, cầm nhẹ tay, di nhẹ tay này, vuốt nhẹ tay rất là ngon. Trắng sáng luôn. Đấy, trắng sáng luôn nhá. Đấy thì giá sản phẩm con này bên em đang bán là 210k một sản phẩm. Hàng bao xài bao dùng các bác luôn. Đấy, rất là chắc chắn. Đây. Made in Japan này, các bác lên mã cho mà tăng đơ pin rồi. 210.000 một sản phẩm nhá. Đi kèm thêm cho mình là một sạc, một bộ cữ này. Đấy, chổi vệ sinh cũng như là chai dầu chai nhá. Đầy đủ combo sản phẩm này luôn. Đấy, đầy đủ combo sản phẩm này. 210k một sản phẩm nhá. Đó, 210k một sản phẩm tăng đơ pin rồi. Rồi tiếp theo thì cái sản phẩm cuối cùng trong video hôm nay thì lên đây bác là cái sản phẩm là cái dòng bẫy chuột thông minh. Đấy, dòng bẫy chuột thông minh nhá. Dòng này em bán rất là nhiều rồi. Đấy, dòng dịn siêu nhạy luôn. 20.000 một chiếc bẫy chuột thông minh này nhá. 20.000 một chiếc bẫy chuột thông minh. Đấy, dùng rất là nhạy. Con này rất là dễ dùng. Các bác lấy hai tay bấm nhá. Tạch cái vào lẫy luôn. Đấy, các bác bỏ mồi vào trong này. Tay này các bác giữ này, tay các bác bỏ mồi này. Bỏ mồi ví dụ các bác để những chỗ chuột hay chạy qua chạy lại đấy. Rồi là cái lỗi chuột mà nó tổ đấy thì các bác để vào đấy này. Nhẹ cái bập luôn. Nói chung là bập rất là mạnh nhá, chất liệu của nó là nhựa ABS cao cấp nhá. Đấy, hàng rất là cao cấp luôn. Đấy, dùng rất dễ dùng này. Bập cái này vào này. Đấy, bập luôn nhá, bập ngon lành luôn. Đấy, giá bên em đang bán là 20.000 một chiếc bẫy chuột các nhá. 20.000 một chiếc bẫy chuột thông minh. Rồi. Điều tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm là cái combo dao ấy nhá. Đấy, combo dao combo. Đấy, combo dao combo này. Hàng của nó là hàng nguyên hộp như này các nhá. Hàng nguyên hộp như này luôn. Thì nó gồm có 3 cây. Đấy thì bên em sẽ bán combo như này để cho các bác dễ mua các nhá. Đấy, dễ mua. Ngoài combo thì bên em vẫn bán lẻ nhá. Các bác nào có nhu cầu về cái dòng dao lẻ này thì bên em vẫn sẽ bán. Đấy, hoặc các bác không có nhu cầu về dòng dao lẻ thì bên em bán cả combo. Đấy, nói chung là cả combo như này. Đấy thì em sẽ đi vào chi tiết từng con một quá nhá. Đấy, đi chi tiết từng một thì cái combo này nó gồm có 3 con này. Một con dao chặt quá nhá, một con dao chặt này. Đấy, một con dao chặt này. Đấy, một con dao chặt đây quá nhá. Một con dao chặt này. Một cái con dao thái này. Đấy, một con dao thái quá nhá, một con dao thái này, chuyên thái này. Đấy, một con dao chuyên thái và một con dao gọt hoa quả này. Đấy, con này nó của thương hiệu Gonbo nhá. Gonbo. Đây em sẽ lấy nét cho bác xem này. Đấy, Gonbo Yoshikin Japan. Đấy, hàng siêu sắc bén, con này chuyên bắt gọt hoa quả nhá. Con này thì cái tổng chiều dài cái con gọt hoa quả em đang quay này. Con này tổng chiều dài của nó là 21 cm.
đấy, 21 sen nhá. Con này chuyên với bác còn hoa quả vì nó rất là nhỏ gọn nhẹ nhàng đấy, hàng này nhỏ gọn nhẹ nhàng nhưng mà nói chung là siêu sắc bén luôn. Các bạn nhìn này đấy, phát nào ra phát đấy luôn, gọt phát nào ra phát đấy luôn nhá. Đấy, sắc nhưng mà có võ luôn, à, nhỏ nhưng mà có võ luôn nhá. Con này là con gọt này, con này thì bên em đang bán lẻ là 90.000 một cây nhá. Đấy, bán lẻ là 90.000 một cây, 90k coi nhá, 90k một cái cây gọt hoa quả này. Các bác lên mã cho em là cây gọt hoa quả 90k. Đấy, cây gọt hoa quả 90k của Gonbo này, hàng cũng hàng liền thân luôn, 90k một cây các bác nhá, 90k một cây. Rồi tiếp theo thì em lên cho bác cái con thứ hai là cái con chuyên cho bác Thái Lọc này. Đấy, con này chuyên cho bác Thái Lọc này, con này cũng của thương hiệu Gonbo. Con này là bộ 3 này, nó ở trong cái bộ dao Gonbo 7 món ấy. Nhưng mà hàng này nó cũng thi thoảng nó có về được cái lô hàng lẻ các bạn. Đấy thì lại có hàng thì lại bán cho bác. Đó, Gonbo Yoshikin Japan này. Đó, Gonbo Yoshikin Japan đâu nhá. Đấy, rất đẹp luôn, hàng siêu đẹp, siêu chất luôn nhá. Con này thì cái tổng chiều dài em đo được của nó là đi 30 cm, tổng chiều dài 30 cm. Phần rộng bản lưỡi của nó là vào 5 cm nhá, vào gần 5 cm này. Đó, phần rộng bản lưỡi vào gần 5 cm. Đấy, hàng thì siêu sắc bén luôn. Đấy, hàng siêu sắc bén, hàng này thì các bác cứ nhận hàng kiểm tra các bác cẩn thận nhá, không có đứt tay. Rất là nhiều bác trường hợp nhà em bị đứt tay, kiểm tra đứt tay. Đấy, Yoshikin Japan này. Đấy, con này chuyên cho bác Lọc Thái này. Đó, bây giờ em sẽ lấy cái giấy bóng này test luôn bác xem để cái độ sắc đó. Dọc giấy thì nó cũng nhàm rồi, bây giờ dọc luôn giấy bóng nhá. Đấy, các bác nhìn này. Quá sắc luôn, dọc giấy bóng ngọt như nước luôn nhá. Các bác nhìn này, đấy, dọc giấy bóng ngọt, quá ngọt luôn. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đấy, giấy bóng là một trong những cái dạng mà khó dọc nhất này. Đấy, em vẫn dọc bình thường nhá. Vẫn vào ngọt dẻo luôn. Đấy, còn giấy thì nói chung là chuẩn bài luôn rồi. Đấy, giấy này. Đấy, đường giấy đi rất là mịn nhá. Đấy, đường giấy đi rất là mịn luôn. Đấy, con này thì bên em đang bán lẻ cái con này. Thì các bác lên mã cho em là S1 đi. Đấy, dao Thái S1. Con này thì bên em đang bán lẻ là đi 220k các nhá. 220k. 220k cho một cái sản phẩm 220k cho một sản phẩm dao Thái S1 này. Các bác lên mã cho em là dao Thái S1, giá bên em đang bán là 220k của thương hiệu Gonbo. Đấy, con này thì chuyên cho bác về Lọc Thái là chấm hết luôn. Đấy, về Lọc Thái là chấm hết luôn. S1 220k một cây các nhá. 220k một cây. Rồi tiếp theo thì là cái con to nhất trong cái bộ ba đấy này, là cái con dao chuyên để chặt cái nhá. Đấy, chuyên để chặt chặt gà chặt vịt các kiểu nhá. Đấy, chuyên để chặt chặt gà chặt vịt các kiểu luôn. Đó thì đây. Con này thì chuyên các bác chặt gà chặt vịt này. Đấy, hàng rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, hàng rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Con này của Yoshikin Japan này, đó Gonbo, nó cùng thương hiệu luôn này. Hàng của nó hàng liền thân nên các bác dùng yên tâm, không lo long chui long cán. Đấy, có làm chống dính luôn này. Đấy, lỗ lỗ để chống trơn trượt này. Đấy, chống trơn trượt của nhá. Đấy, con này thì em sẽ đo luôn cho bác kích thước này. Con này tổng chiều dài em đo được của nó là đi 30 cm nhá. Tổng chiều dài đo được của nó là 30 cm. Đấy, hơn 30 cm. Còn cái phần rộng bản lưỡi của nó là 8 cm. Đấy, rộng bản lưỡi là 8 cm. Đây. Con này thì chuyên với bác chặt gà chặt vịt. Đấy, chặt gà chặt vịt thì chấm hết luôn. Đấy, hàng siêu sắc bén. Giờ em sẽ giấy test này. Những con dao chặt mà nó test được giấy này thì phải các bác phải cảm nhận là nó độ sắc của nó nhiều. Có nhìn này. Đấy, có thấy không? Có thể gọi là quá chất luôn. Đấy. Đấy, rất chất. Ngọt tí một luôn này. Đấy. Nói chung là phát nào đi phát đấy nhá. Phát nào đi phát đấy luôn. Đấy, phát nào đi phát đấy luôn. Đấy, phát nào đi phát đấy luôn nhá. Phát nào đi phát đấy luôn. Đấy, đi con dao chặt như này. Các bác lên mã cho em là chặt Nhật C1 đi. Đấy, chặt Nhật C1. Chặt Nhật C1 cơ nhá. Chặt Nhật C1 này. C1, C1 Nhật cơ nhá. Con này thì bên em đang bán cho bác giá là 320k. 320k một cây nhá. C1 chặt Nhật C1 320.000 một cây. Hàng là hàng nguyên hộp luôn. Đấy, hàng nguyên hộp luôn. Thì bây giờ em sẽ đi vào cái dạng combo. Đấy, đi vào cái dạng combo này. Combo này thì bên em đang bán cho bác cái giá combo gồm có 3 cây như này. Đấy, combo 3 cây như này. Thì là giá combo bên em đang bán cho bác giá là 600.000 một bộ nhá. Bao ship. Đấy, các bác mua cả bộ 3 cây như này thì giá là 600.000 một bộ bao ship. Còn các bác mua lẻ thì từng cây một thì cái cây này có giá là S1 này 220k này. Đấy, có con dao gọt hoa quả này là 90k này, 90k này. Và cái con chặt này. Đó, con chặt này thì của nó là 320k các nhá. Đấy, 320k. Đấy, còn các bác mua cả combo như này
cả combo thì là 600 nhá. Đây để em ghi ra đây cho bác dễ hình dung này. Đó, các bác mua lẻ thì gọt là đi 90 nhá. Gọt là 90k các nhá, gọt là 90k. Thái S1. Thái S1 này. Thái S1 này là 220k. Đấy 220k và chặt C1 này. Chặt C1 là đi chặt C1 là đi 320k các nhá, 320k. Đấy, còn khi các bác mua cả combo như này, cả combo này. Combo thì giá mà em đang bán là 600k nhá. Bao ship luôn. Đấy, riêng nếu mà các bác mua cả combo 3 cây thì là 600k bao ship nhá. Đấy, ví dụ các bác mua lẻ hai con này đã vào là đi 500 rồi này, 500 với 20 20 40 này, 540.000 này, 540.000 với lại 90. Đấy là các bác đã lời được bao nhiêu tiền rồi. Đấy, đã lời được rất nhiều tiền rồi các nhá. Mà là còn bên em lại còn bao ship luôn nhá. Đấy, bên em là còn bao ship luôn. Các bác mua lẻ thì không có giá bao ship đâu. Mua lẻ thì phải giá trên 400k rồi qua ship cơ. Đấy thì đây thì các bác mua cả combo là 3 con thì sẽ là 600k. Còn các bác mua lẻ con gọt như này. Mua lẻ con gọt như này thì là 90k này. Đó, 90k này. Tiếp theo là cái con Thái S1 này, con Thái S1 này thì bên em đang bán với bác giá là 220k một cây này này. Đó. Rồi tiếp theo thì là cái con C1, con chặt C1 như này. Đấy thì giá bên em đang bán là 320k nhá. Đấy, ví dụ như con này các bác mua lẻ này là 320k. Còn các bác mua cả bộ, đấy các bác mua cả bộ gồm có 3 cây như này. 3 cây như hình trên video nha. Thì cả bộ của nó là 600k một bộ nhá. Đấy, 600k một bộ sản phẩm đấy. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái bộ sản phẩm giao nào, giao lẻ bộ này thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Theo số điện thoại em là 0967128399 nhá. Các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em để em tư vấn cũng như là chốt đơn cho các bác nhá. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Cảm ơn các bác rất nhiều đã luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ em. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bác.